Nha. Hôm nay mùng 4 tháng 9 nhé. Em làm clip mùng 4 tháng 9 vừa bán vừa cho. Đây là dòng Thái Vân. Thì đôi này là con dưới là con trống, con trên là con mái. Đôi này là bố mẹ sinh sản rồi. Vừa bán vừa cho để cho anh em nào nhanh tay thì chốt cho em 800k nhá. 100 tiền ship nữa là 900k. Đấy. Chim này là chim cam kết là chim bố mẹ đang sinh sản. Đấy. Vừa bán vừa cho. Tóm lại là dòng này là bên em thì nó không có nhiều chim này, chỉ để lại một vài đôi để cho nó mồi nhau, cho nó tức, cho nó gù thôi. Còn chủ yếu là bên em là cu ta. Thì đấy, con này là con cái, còn con này là con trống. Cam kết là chim bố mẹ đang sinh sản. Đấy. Báo cáo với các bác là như vậy. Còn màu mè thì nó thực tế như thế này. Chim là màu mè thực tế nó như thế này. Đấy, anh em nhìn chân thì anh em biết là chim nó cũng đã cứng tuổi rồi. Nó cũng được 2 năm rồi. Anh em yên tâm nhé. Số em thao là 0335305982. Đây là dòng này là dòng Thái. Đấy. Đấy, anh em nhìn chân nó đã sẫm rồi. Con này con đực 900k bao ship anh em. Vừa bán vừa cho, chim bố mẹ. Cam kết luôn.